Hello, xin chào tất cả các em. Mời các em cùng đến với bài học tiếp theo trong nội dung chương trình sách tiếng người Anh lớp 8. Skills 1. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào hai kỹ năng chính, đó là kỹ năng reading và kỹ năng speaking. Bây giờ xin mời các em đến với phần nội dung bài học. Number 1. Work in groups, look at the pictures and say what you see. Hãy nhìn vào bức ảnh, làm việc theo nhóm, xem lại em nhìn thấy gì. Ở đây chúng ta nhìn thấy một chú rùa và rất nhiều các loài cá ở dưới biển. Chúng ta có thể nói như sau. In the picture, I can see a turtle and some small fish. They are in the sea. Number 1, list the names of some endangered species you know. Liệt kê tên của những cái loài động vật có nguy cơ cơ tuyệt chủng mà em biết. Tigers, saunas, blue whales, sea lions, dugong, polar bears, pandas or penguins. Rất nhiều các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này các em ạ. Bây giờ xin mời các em hãy đến với phần vocabulary từ vựng. Contain, chứa đựng. Diverse, đa dạng. Phong phú. Medicinal, cây thuốc. Bây giờ chúng ta hãy cùng ôn tập lại từ và ghi chép vào vở nhé. Xin mời các em đến với phần nội dung tiếp theo, đó là bài đọc. Em hãy đến với phần bài đọc nhé. Number 2, read the text and choose the words or phrases to make the following statement correct. Đọc bài khóa và chọn các từ cụm từ để khiến cho cái thông tin đưa ra là đúng. Chúng ta hãy cùng đọc ạ. Today, there are national parks all over the world and the number is rising all the time. A national park is a special area for the protection of the environment and wildlife. Ngày nay có rất nhiều công viên quốc gia trên khắp thế giới và con số này đang tăng. Công viên quốc gia là một nơi đặc biệt để bảo vệ môi trường và các đời sống hoang dã. In Vietnam, there are now 34 national parks. Côn Đảo National Park is one of them. It became a national park in 1993. The park is in Côn Đảo District, Bà Rịa Vũng Tàu Province. It contains 16 small islands, covering 20,000 hectares. The ecosystem here is very diverse, with thousands of species, including marine life, animals, many species of corals, as well as sea turtles, dolphins, and endangered dugongs live here as well. The park is also home to a lot of valuable kinds of woods and medicinal plants. Three ancient trees in park were named Vietnamese heritage trees. Ở Việt Nam có hơn 34 vườn quốc gia. Vườn quốc gia Côn Đảo là một trong số đó. Nó đã trở thành vườn quốc gia vào năm 1993. Công viên thì ở quận Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Nó gồm 16 đảo nhỏ, bao phủ 20.000 hecta. Hệ sinh thái ở đây rất đa dạng với hàng ngàn các loài động thực vật, bao gồm cả các loài sinh vật biển. Nhiều loài san hô cũng như là rùa biển, cá heo và các cái loài mà có nguy cơ tuyệt chủng cũng sống ở đây. Công viên này cũng là nơi ở của rất nhiều các loài thực vật, cây thuốc và gỗ. Ba cái loài cây cổ trong công viên được coi là di sản, cây di sản của Việt Nam. Côn Đảo National Park, like other national parks, play a key role in saving endangered species as well as protecting the environment and natural resources. It also have raised the awareness of local residents about the importance of nature. Vườn quốc gia Côn Đảo như các cái vườn quốc gia khác đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, cũng như là bảo vệ môi trường và cái nguồn tài nguyên thiên nhiên. Nó cũng giúp là tăng nhận thức của các cái cư dân địa phương về tầm quan trọng của môi trường.
Bây giờ chúng ta hãy đến với cái phần mà bài tập nhé. Ở đây chúng ta sẽ chọn ạ. Câu 1 có 34 quốc gia hay vườn quốc gia. Vậy chúng ta thấy cái từ talks có S và đằng trước cái danh từ chúng ta dùng tính từ, vậy chúng ta sẽ chọn là National Parks. Number 2, conservation là sự bảo tồn hay là ecosystem là hệ sinh thái. Ở đây cái từ diverse thì chúng ta dùng ecosystem, hệ sinh thái đa dạng. Number 3, the dugong, loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, chúng ta sẽ dùng là endangered. Còn việc gì nguy hiểm thì chúng ta mới dùng là dangerous. Number 4, ở đây chúng ta có là saving the environment, bảo vệ môi trường. National parks play a key role in saving the environment. Ở vườn quốc gia thì đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ môi trường. Number 3, đọc lại bài khóa và chọn đáp án đúng. Vậy câu số 1 khi chúng ta thấy có cái keyword đó là best title. Vậy là nhan đề của cái bài này là gì? Đó chính là vườn quốc gia Côn Đảo hướng nào? Côn Đảo National Park B. Number 2, vườn quốc gia là những khu vực để làm gì? Câu A, protection là bảo vệ môi trường. Câu B, chúng ta có từ management là quản trị đời sống dưới biển, quản lý các cái thực vật biển. Hay câu C, the sale of animals products, bán những cái sản phẩm của động vật. Vậy thì mục đích chính của nó là the protection of the environment, bảo vệ môi trường. Number 3, vậy thì diện tích của vườn quốc gia Côn Đảo là gì? Các em có còn nhớ không? Đó là 20,000 hectares. Number 4, vườn quốc gia Côn Đảo có rất nhiều cái gì? Đó chính là valuable plants, các cái loài thực vật, các cái loài thực vật có giá trị. Còn cái ancient trees ở đây là người ta chỉ có 3 cây thôi nhá. Number 5, not two ở đây tức là không đúng, đúng không ạ? Vậy tức là có hai thông tin đúng. Vậy thì chúng ta có thấy rằng cái thông tin không đúng ở đây đó là thông tin Côn Đảo National Parks mission is to help other national parks. Nhiệm vụ của nó là, sứ mệnh của nó là giúp đỡ các cái vườn quốc gia khác thì chúng ta thấy không có, không đúng ạ. Bây giờ xin mời các em đến với phần speaking, kỹ năng nói. For work in pairs, ask an answer about Vũ Quang National Park. Look at the facts. Hãy nhìn về vườn quốc gia Vũ Quang và nhìn vào các cái thông tin bên dưới. Location, Vũ Quang District, Hà Tĩnh Province, ở huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh. Open 2002, mở cửa năm 2002. About 50,000 hectares, rộng khoảng 55,000 hectare. Animals, Solar, Black Deer, các cái loài động vật ạ. Và các cái loại thực vật quý có Us. Medicinal plants, gỗ và cây thuốc ạ. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi các cái thông tin. Ví dụ thông tin đầu tiên là địa điểm. Chúng ta sẽ dùng từ để hỏi là where. Where is Vũ Quang National Park? It's in Vũ Quang District, Hà Tĩnh Province. Nó ở tỉnh huyện Vũ Quang và tỉnh Hà Tĩnh. Vậy thì đến phần 5 chúng ta sẽ làm việc theo nhóm. Hãy nói về vườn quốc gia Vũ Quang sử dụng à. Sử dụng những cái câu trả lời ở bài số 4 nhé. Vũ Quang National Park is in, nó ở đâu thì chúng ta điền thông tin về địa điểm. It's was opened, nó được mở cửa khi nào. It's about, nó về cái gì. Và it has, nó có cái gì. Sau bài học này thì em đã biết cách đọc về vườn quốc gia Côn Đảo và nói về vườn quốc gia Vũ Quang. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tiếp theo.